Ngon gia đình xin chào các bạn. Trong video hôm nay thì mình sẽ làm món thạch rau câu sữa lá dứa. Và để làm cái món thạch rau câu sữa lá dứa thì ở đây mình đã chuẩn bị. Đầu tiên là sữa thì mình dùng sữa đặc nhé các bạn. Và ở đây thì mình sẽ sử dụng hai thìa canh muôi canh nhé các bạn. Hai thìa canh sữa đặc như này. Tiếp theo là đường. Đường thì ở đây mình sẽ sử dụng đường phèn và mình dùng 180g. Mình làm rau câu sử dụng đường phèn thì nó sẽ có cái vị ngọt thanh mát hơn là cái đường cát. Các bạn không có đường phèn thì các bạn có thể sử dụng đường cát trắng cũng được. Tiếp theo là bột rau câu. Bột rau câu thì ở đây mình sẽ sử dụng 15g. Bột rau câu thì mình sử dụng loại rau câu giòn, rau câu agar nha các bạn. Và lá dứa. Lá dứa ở đây mình sẽ sử dụng một nắm khoảng 10 cái lá dứa thôi. Và bây giờ thì mình sẽ bắt tay vào thực hiện nhé. Lá dứa thì mình sẽ rửa sạch, sau đó thì cắt nhỏ để xay và lọc lấy phần nước cốt lá dứa nhé. Lá dứa thì mình sẽ sử dụng đủ để tạo màu vừa tới cho cái phần thạch của mình thôi, chứ không sử dụng nhiều quá. Mình cho nhiều quá lá dứa thì nó sẽ có cái mùi hăng và nó hơi bị đắng nhé. Sau đó thì mình sẽ cho vào đây khoảng 100ml nước và sẽ xay để lọc lấy phần nước cốt. Giờ thì mình sẽ lọc qua rây để lấy phần nước cốt nhé. Bây giờ mình sẽ đi nấu phần rau câu nhé các bạn. Mình sẽ cho vào đây 600ml nước và sau đó sẽ cho vào đây 7g rau câu nhé. Các bạn sẽ khuấy tan phần rau câu của mình. Sau đó thì mình sẽ bắt nồi rau câu lên bếp và đun lên. Các bạn cho nồi rau câu lên bếp và mình sẽ cho vào đây một nửa chỗ đường phèn nhé. Mình sẽ đun cho đường phèn tan và nồi rau câu của mình sôi. Khi mà nồi rau câu của mình nó đã sôi được tầm 2 phút và cái phần đường phèn của mình nó cũng đã tan hết rồi, thì lúc này các bạn sẽ cho cái nước cốt lá dứa vào nhé. Mình sẽ cho nước cốt lá dứa vào, sau đó thì chờ cho cái nồi rau câu nó hơi lăn tăn lên một chút thì các bạn sẽ tắt bếp đi luôn nhé. Nếu các bạn để đun lâu quá thì cái phần nước cốt lá dứa nó sẽ bị kết tủa và nó mất màu. Màu lá dứa nó sẽ không còn đẹp nữa. Các bạn sẽ khuấy đều, sau đó thì mình sẽ tắt bếp đi. Và lúc này thì các bạn sẽ đem cái phần thạch lá dứa của mình ra đổ vào khuôn nhé. Mình sẽ từ từ đổ cái phần rau câu lá dứa vào các khuôn. Phần rau câu còn lại thì các bạn sẽ cho lên bếp, mình giữ lửa nhỏ để rau câu không bị đông nhé. Và trong khi chờ cái phần rau câu này đông hơi xe lại thì mình sẽ đi nấu phần rau câu sữa. Với phần rau câu sữa thì các bạn sẽ cho vào nồi 500ml nước, sau đó thì các bạn sẽ cho nốt phần rau câu còn lại vào hòa tan nhé. Và mình cũng sẽ cho đường phèn vào, sau đó thì bắc lên bếp và nấu. Khi mà nồi rau câu đã sôi thì mình sẽ cho phần sữa vào đây và khuấy tan. Sau đó chờ cho rau câu sôi trở lại khoảng 1 phút thì các bạn cũng sẽ tắt bếp đi và cho phần rau câu của mình ra ngoài để mình đổ vào khuôn nhé. Và khi mà phần rau câu dứa của mình đã khô mặt rồi thì mình sẽ cho cái phần rau câu sữa vào các bạn nhé. Và các bạn cứ thế đổ lần lượt một lớp sữa, một lớp rau câu lá dứa vào cho tới khi hết tất cả các phần rau câu của mình thì thôi. Sau đó thì các bạn sẽ đợi cho rau câu nguội và mình sẽ cho vào tủ lạnh nhé.
Sau khi đổ đầy khuôn rồi thì các bạn hãy chờ cho những cái phần thạch này nó nguội hẳn. Khi mà thạch đông và nguội lại rồi thì các bạn sẽ cho vào trong tủ lạnh để cho thạch của mình nó rắn hơn và nó mát hơn. Khi đấy mình ăn thì nó sẽ ngon hơn. Đây là phần thạch của mình sau khi mình đã bỏ tủ lạnh rồi nha các bạn. Thạch đã cứng hơn và khi này thạch lạnh thì mình ăn nó sẽ rất là ngon. Giờ mình sẽ lấy từng cái phần thạch này ra nhé. Thạch có những cái lớp rau câu rất là đẹp mắt. Khi mà thạch nó đông mà mình để lạnh thì rất là dễ lấy ra khỏi khuôn các bạn. Còn đây là phần thạch mình đổ vào trong cái khuôn to thì bây giờ mình sẽ cắt ra nhé. Và đây là những miếng thạch của mình sau khi mình đã hoàn thành xong các bạn ạ. Những miếng thạch không chỉ đẹp mắt mà còn mát lạnh và cực kỳ là ngon nữa. Với những miếng thạch này thì các bạn có thể ăn luôn như thế này, nó rất là mát. Hoặc là các bạn có thể cắt nhỏ mình ăn chè, rồi mình uống cùng với trà sữa cũng rất là ngon. Sau mỗi bữa cơm mà có những miếng thạch mát lạnh như này để tráng miệng thì cũng rất là tuyệt vời, phải không nào các bạn? Các bạn hãy vào bếp và thử làm để cho gia đình mình thưởng thức nhé. Chúc các bạn làm thành công và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chúc các bạn sẽ làm thành công và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.